Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Xin giới thiệu với các bác, đây là toàn bộ rất nhiều những cái số bãi, số 5 tiến một lùi và số 4 tiến một lùi này. Đây toàn là hàng đã dọn sẵn rồi các bạn. Đây là những cái hàng này là hàng dọn sẵn rồi này, làm rất là đẹp rồi đấy. Bạn về chỉ dùng nó thì nó có hai loại chưa dọn và loại dọn sạch sẽ rồi, thì các bạn lấy loại nào thì lấy. Đây nó đã dọn và đã cắt rồi này. Đấy. Loại 5 số thì nó chỉ dài hơn cái 4 số một tí thôi, nhưng mà nó là 5 số, 5 tiến và 1 lùi. Thì các cái cách sang số thì nó đều kết hợp ở cái cần này thôi. Đấy, cần này tiến lùi thì các bạn kết hợp giữa cái cần này và cần này thì sẽ cho ra 5 số tiến và 1 số lùi. Đấy. Dây số, cần số đầy đủ. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới đăng. Giá thành sản phẩm thì mình để ở dưới phần mô tả sản phẩm. Các bạn xem và theo dõi ở phần mô tả sản phẩm nhé.